Ngay từ sáng sớm ngày 31 tháng 8, các cán bộ chiến sĩ của đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Thống Nhất đã cùng nhau có mặt tại hai điểm tặng nước và khăn lạnh, được đặt tại quốc lộ 1A và quốc lộ 20, thuộc thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, chuẩn bị những chai nước và những khăn lạnh để tặng cho người dân trên đường về quê nghỉ lễ. Phía trước điểm dừng chân có lắp biển báo hiệu và bố trí cán bộ cảnh sát giao thông huyện ra tín hiệu cho người dân dừng chân nhận nước suối, khăn lạnh và mũ bảo hiểm. Qua ghi nhận, có rất đông người dân đi xe máy chở theo đồ đạc, tư trang từ nơi xa mang về gia đình, cảm thấy ấm lòng và thích thú khi được phát tặng nước suối và khăn lạnh miễn phí để có thể tiếp tục cuộc hành trình về quê nghỉ lễ. Đây là ngày lễ rất là đông đường, mà các anh công an vẫn cố gắng hỗ trợ nhiệt tình cho khách du lịch rồi khách tham quan đồ. Tụi em cảm thấy rất là cảm kích và rất là cảm mến các anh công an. Tại các điểm phát nước, các cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông huyện Thống Nhất luôn túc trực, trao tận tay người dân những chai nước suối và khăn mát lạnh, như một sự sẻ chia vất vả với người dân về quê nghỉ lễ. Hôm nay trên quãng đường từ thành phố Biên Hòa về tới Long Khánh thì mình có được các anh chiến sĩ công an ở đây tặng nước và khăn lạnh. Kèm theo đó là con trai mình đã được tặng một cái nón bảo hiểm. Thì đây là lần đầu tiên mình được trải nghiệm như vậy. Rất cảm ơn tới sự quan tâm và sự chăm sóc của các anh chiến sĩ công an nhân dịp lễ 2 tháng 9 này. Cái hoạt động mà cấp phát nước, khăn lạnh và mũ bảo hiểm cho người tham gia giao thông trong các dịp lễ để là một trong những hoạt động thường xuyên, và đồng thời là cũng tổ chức tuyên truyền, phát tờ rơi tuyên truyền về các cái hoạt động vi phạm pháp luật của các loại tội phạm cũng như là các cái công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện Thống Nhất. Ngoài việc phát nước, khăn lạnh, người dân còn được cảnh sát giao thông tặng mũ bảo hiểm, tờ rơi, tuyên truyền phòng chống tội phạm và cũng không quên nhắc nhở người dân tham gia giao thông an toàn. Trong một buổi sáng ra quân tiếp sức cho người dân về quê nghỉ lễ, Công an huyện Thống Nhất đã trao tặng hơn 12.000 chai nước suối, khăn lạnh, 200 mũ bảo hiểm cho người dân trên đường trở về quê nghỉ lễ. Những phần quà này được các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Thống Nhất đóng góp và vận động các nhà hảo tâm trên địa bàn hỗ trợ kinh phí, giúp cho người dân về quê nghỉ lễ được an toàn.